ơi, cho các bạn lý hôm nay thì tiếp tục chia sẻ các bạn thêm một kiểu quạt bolero nữa để các bạn đàn điệp khúc. Thì với cái kiểu đàn vừa rồi thì các bạn có thể áp dụng cái kiểu đó để đàn xuyên suốt hết cái điệp khúc, bất kể bài nào hay các bạn những bản nhạc bolero thì các bạn có thể sử dụng kiểu đó, các bạn đàn xuyên suốt hết một điệp khúc cũng được, hoặc là các bạn có thể thay đổi, hoặc là các bạn kết hợp nhiều kiểu với nhau ha, để các bạn quạt cho thêm nó phong phú thêm ha. Thì mình cũng chia sẻ các bạn là rất nhiều kiểu đàn bolero rồi ha, cũng như những kiểu quạt bolero để đàn điệp khúc. Thì các bạn cứ vào một tìm kiếm trên YouTube, các bạn gõ từ bolero điêu chương thì nó sẽ ra rất là nhiều cái clip mình đã chia sẻ các bạn. Thì các bạn cứ tìm những cái clip, các bạn thấy clip nào thích hợp thì các bạn cứ tập ha, và để các bạn áp dụng, tức là thay đổi giữa kiểu quạt này và kiểu quạt khác. Còn không thì hôm nay các bạn cứ tập kiểu quạt này, các bạn vẫn có thể áp dụng cho tất cả những bản nhạc bolero để các bạn đàn điệp khúc ha. Rồi thì vừa vào bài thì mình cũng không dám hát mẫu đâu, để chút chút xíu nữa phần sau mình sẽ hát mẫu áp dụng thử một số bài ha, vào điệp khúc của một số bài, tại vì mới vào mà ví dụ như hát nhiều khi dính bản quyền rồi cắt các bạn cũng không tham khảo được ha. Nói chung là bây giờ quan trọng là cách đàn. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn cách đàn. Đàn được rồi thì các bạn sẽ áp dụng được, các bạn áp dụng bài nào tùy thích, tùy các bạn thích, mỗi bạn thì mỗi sở thích. Bạn thích bài nào thì gấp áp dụng bài đó ha. Quan trọng là các bạn đàn được cái kiểu đó đi ha. Tập được, đàn được, rồi đàn cho nó quen, quen rồi các bạn cứ tìm một bài nào các bạn thích rồi các bạn áp dụng ha. Rồi bây giờ các bạn cứ ghi cái cách đàn như thế này. Ghi ra đi rồi mình chia sẻ các bạn sẽ đàn như thế nào ha, quạt lên xuống ra sao ha. Và mình phân số phách cho các bạn luôn. Thì cái đàn này thì cũng đàn trên nhịp 4/4 nha các bạn. Nó sẽ có 4 phách ha. Rồi các bạn ghi ra. Bùm. Các bạn cứ ghi đều mình phân tích cho các bạn nha. Bùm. Rồi chát. Rồi bốn cái chát liên tiếp. Chát 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 ha. Rồi tiếp chát chát hai cái chát nữa. Rồi cái chát cuối cùng. Tức là bùm chát 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 chát, rồi hết một cái nhịp của nó. Cứ như thế các bạn đàn lặp đi lặp lại đàn hoài ha. Thì để đàn để quạt thì thông thường mình nói các bạn khi quạt thì các bạn nên bấm hợp âm chặn, các bạn quạt thì các bạn nghe sẽ hay hơn. Còn những nào mà các bạn nào mà không quen bấm hợp âm chặn vẫn có thể bấm âm trên này ha. Thì mình cũng chia sẻ trên tông là thứ để các bạn bạn nào có thể tập được ha. Thì trước hết các bạn muốn tập trên tông nào thì các bạn thôi, các bạn cứ bấm đại một hợp âm âm chặn và nhìn theo cái dòng lúc nãy các bạn ghi và các bạn đàn ha. Mình ví dụ bấm la thứ. Rồi các bạn đàn bùm. Rồi chát. Rồi. Chát 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 chát. Rồi bấm cái chát ha. Xuống lên xuống lên. Rồi tiếp. Lên xuống chát chát. Rồi chát. Là hết nhịp ha. Các bạn đàn chậm các bạn nghe nó sẽ không ra, nhưng mới thì các bạn cứ tập, các bạn phân để các bạn tập từ từ để các bạn thuộc, các bạn quen, quen rồi các bạn mới đàn nhanh lên, tăng tốc độ lên từ từ ha. Đầu tiên là bùm, các bạn bấm đại một âm chặn âm nào cũng được ha, còn các bạn không quen vẫn có thể bấm la thứ chỗ này bùm ha. Rồi chát, rồi chát 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 chát, rồi chát chát chát, nó hết nhịp, hết nhịp thì quay lại đàn lại từ đầu ha. Rồi thì mình ví dụ thì cũng ví dụ trên âm chặn đi ha. Như mình nói các bạn, bạn nào mà chưa biết bấm âm chặn các bạn có thể vào clip số 15 guitar cao tốc của mình để tập thế bấm âm chặn nha. Mình chia sẻ tất cả thế bấm của những âm chặn và những hợp âm đi theo tông nhạc nào ở hết trong clip số 15 giới trình guitar cao tốc của mình đó nha các bạn. Mình có đánh số tự màu xanh dương ha, các bạn cứ vào đó tìm, hoặc các bạn thể gõ tiêu đề là xem một clip biết được thế bấm tất cả hợp âm, rồi gõ tên mình là sẽ ra nha, các bạn số 15 á. Rồi đầu tiên bùm, bấm đàn âm chặn ha, thì các bạn cứ bấm la thứ đi nha, bùm đàn xuống, rồi chát đàn xuống luôn, chát các bạn chú ý nhịp tay ha, cho cái tiếng đừng vang, các bạn bấm dính luôn cái tiếng nó vang ha. Rồi lại ha, bùm đàn xuống, bùm, các bạn thấy cái dòng đó có một chữ bùm duy nhất còn lại là chát không, thì bùm các bạn nhắm vào dây 6, dây 5 và dây 4 các bạn bùm ha. Nói chung nó trúng luôn dây 3 cũng không sao. Nói chung bùm thì các bạn cứ nhắm ở trên này, cứ đàn trúng dây 6, dây 5, dây 4 quạt xuống, lại trúng luôn dây 3 cũng không sao. Nói chung tập trung nhắm vào ở dây, những dây trên này ha, dây 6, dây 5 nè. Đó, rồi nó trúng 4 dây, 5 dây gì cũng được ha, không sao ha.
bấm rồi chát thì các bạn nhắm vào những dây thế này, dây 1, dây 2, dây 3, dây 4 mà lỡ trúng dây 5 cũng không sao ha, chát nhắm vào dây này, bắt cái khoảng giữa này các bạn đàn xuống bằng chát, bắt khoảng dây 4 nè, chát ha, nhắm vào dây 4, lỡ trúng dây 5 cũng không sao nha các bạn. À nhưng mà các bạn đàn cho nó mạnh tay, các bạn nhấn vào dây 1, dây 2, dây 3 nè, cái tiếng chát nó ra sẽ hay hơn ha. Bùm là dây trên này, dây 4 ở dây 5, dây 6, chát là dây 1, dây 2, dây 3 dưới này ha. Nhắm vậy thôi, nhưng mà nhiều khi các bạn quạt rất là nhanh tay, các bạn không thể quạt chính xác trúng 3 giây được, cho nên trúng 4 giây cũng được, 5 giây cũng được ha. Bùm chát ha, bùm chát rồi đó, đó là bùm là các bạn sẽ nhắm dây như này ha, chát là nhắm vào những dây như này, dây 1, dây 2, dây 3, dây 4, lỡ trúng dây 5 cũng không sao. Bùm thì nhắm vào dây 6, dây 5, dây 4, lỡ trúng dây 3 luôn cũng được ha. Đó, bùm chát ha. Rồi, đầu tiên bây giờ mình chia số phát cho các bạn luôn ha. Bùm là phát thứ nhất, các bạn bấm la thứ đàn xuống một cái, chữ bùm ha thì nhắm số dây mình nói các bạn rồi ha, là phát thứ nhất đó. Các bạn ghi như thế nào để các bạn dễ hiểu và các bạn dễ tập là được, các bạn cứ ghi theo ý của các bạn ha. Bùm là phát thứ nhất, các bạn có thể ghi số 1 ha, nói chung là tùy ý các bạn muốn ghi như thế nào thì ghi ha. Là các bạn đàn xuống ha, các bạn có thể đánh dấu chữ X là đàn xuống ha. Bùm. Rồi, là phát thứ nhất. Rồi, chát là phát thứ hai. Chát các bạn cũng đàn xuống ha. Rồi, tiếp. Bốn cái chát liên tiếp, bốn cái chát này các bạn phải đàn nhanh tay lên. Ba cái chát đầu thì bấm cứng hợp âm, chát chát chát. Rồi cái chát thứ tư là nhịp ha, chát 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 chát. Đó, các bạn chú ý phát thứ hai các bạn cũng nhịp ha. Bùm chát là nhịp. Rồi, chát 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 chát. Phát là ngay đó, là phát thứ ba ha. Bốn cái chát liên tiếp này là nằm ở phát thứ ba, chát 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 chát. Đó là phát thứ ba. Thì cái chát cuối cùng ngay đó là phát thứ ba, là các bạn nhịp tay ha. Chát. Ba cái chát đầu bấm cứng hợp âm. Đàn xuống lên, nhưng mà cái lên cuối cùng này nhịp tay ha, chậm thì các bạn không nhịp được, các bạn đàn nhanh các bạn sẽ nhịp được, nhưng mới tập tập chậm, từ từ tăng tốc độ lên nha các bạn. Xuống lên à, xuống lên, nhưng mà chỗ bốn cái chát liên tiếp này các bạn phải đàn nhanh tay lên ha. Xuống lên, chát cuối cùng nhịp nha các bạn. Xuống lên chậm nè, từ chậm tới nhanh ha. Xuống lên. Rồi, bốn cái chát liên tiếp đó các bạn đàn nhanh tay lên ha. Xuống lên ha, chát. Đó, chát cuối cùng là nhịp ha, và ngay đó là phát thứ ba. Rồi, tiếp hai cái chát liên tiếp nữa là các bạn đàn lên xuống. Ngay đây là phát thứ tư. Lên xuống, sau khi xuống lên, rồi lên xuống ha, xuống lên, lên xuống, là ngay đó phát thứ tư, chát này là phát thứ tư ha, lên xuống. Rồi còn một cái chát nữa, chát ha. Rồi cái chát sau cùng này là giống như cái và, là lúc đó các bạn giở chân lên ha. Nói chung là bùm là một, các bạn dậm chân xuống nè, bùm, rồi chát là các bạn nhịp. Bùm, dở chân, dậm chân xuống này. Ngay bắt đầu cái phát thứ nhất, bùm là các bạn dậm chân xuống nè. Bùm, dậm xuống. Bùm và tứ chát là xuống là phát thứ hai. Rồi, chát là phát thứ ba ha. Rồi. Chát là dở chân lên là lên. Rồi, chát cái nữa là hai chát liên tiếp là xuống, là ngay đó phát thứ tư. Rồi, còn một cái chát cuối cùng, đàn xuống ha. Chát là lúc đó các bạn dở chân lên. Rồi, đó là hết nhịp và các bạn đang dở chân ha, đó là hết nhịp các bạn đang dở chân. Rồi quay lại từ đầu, đàn lại từ đầu, bùm là các bạn dậm xuống ha, tức là bùm và dở lên, chát, rồi chát ha. Nó bốn cái chát liên tiếp, chát, nó là hết phát thứ ba. Rồi hai cái chát nữa nè, chát là phát thứ tư. Đó là hết bốn phát. Rồi còn cái chát cuối cùng, chát là lúc đó các bạn dở chân lên. Đó là cái chân đang dở là hết phát rồi, là cái chân đang dở tăng tới ngay đây là chát, là đang dở chân lên nè ha. Rồi các bạn đàn lặp lại phát thứ nhất, bùm, nó là giảm xuống ha, tức là ngay cái chát cuối cùng là lúc đó các bạn đang dở chân, sau khi hết bốn phát thì ngay cái chát đó là bạn đang dở chân. Rồi bùm, nó đàn lại từ đầu, bùm chát, rồi chát và chát ha, bùm
và chát 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 đó, bốn cái chát 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 rồi chát 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 rồi quay lại đàn từ đầu bùm ha. Rồi nè, chậm cho các bạn nè, bùm phát thứ nhất bùm rồi và chát là phát thứ hai, rồi bốn chát liên tiếp, chát 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 là phát thứ ba, rồi tiếp chát chát là phát thứ tư, rồi tiếp chát là lúc đó đang giữ chân, rồi là hết nhịp, hết nhịp thì quay lại từ đầu bùm chát 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 bùm ha. Thì các bạn thấy bùm có một chữ bùm thôi thì cái đó là phát thứ nhất, là ngay đầu nhịp luôn, bùm chát 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 bốn cái chát ha, rồi thứ hai cái chát, rồi cái chát cuối cùng. Nói chung là đàn hết nhịp, cứ quay lại hết nhịp này tới nhịp khác, cứ quay đi quay lại hết đàn hoài như vậy ha. Rồi khi tập thì các bạn cứ bấm một hợp âm các bạn tập thôi, tập được rồi thì các bạn sẽ chuyển hợp âm, tập chuyển hợp âm. Chút xíu mình chia sẻ các bạn sẽ chuyển ngay khúc nào ha. Rồi. Rồi khi chuyển thành thạo rồi các bạn sẽ áp dụng thử vào bài hát. Rồi thì các bạn cứ như thế, các bạn đàn nhìn theo cái câu hát tới đâu, hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó thôi ha. Cứ đàn nhanh rồi thì các bạn đàn chắc 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 chắc. Nó hết nhịp quay lại. Hết nhịp quay lại. Chắc 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 chắc. Chắc 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 chắc. Chắc 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 chắc. Rồi quay lại bùm nó ha. Nhưng mà mình chia sẻ thì mình đọc ngắt nhịp như vậy, nhưng mà khi các bạn đàn hết nhịp này các bạn phải nối nhịp tiếp theo liền ha. Các bạn không khựng lại, không đứng lại ha. Tất cả đều nối liền liên tiếp, chỉ riêng ngay chỗ phách 1 qua phách 2 các bạn nghỉ một miếng nào lúc đó các bạn dở chân lên ha. Các bạn thấy bốc và chát, một và hai, bốc và chát là lúc đó các bạn giơ chân lên đó, bốc và chát từ phát một hai các bạn nghỉ một khoảng trống như vậy ha, là ngay lúc khúc đó là các bạn giơ chân lên đó, bùm và chát đó ha. Rồi còn tất cả những cái sau thì các bạn cứ đàn liên tiếp đều đều nữa ha, và hết nhịp thì cái chát cuối cùng của nhịp xong là các bạn phải quay lại cái phát đầu tiên chỉ bùm liền ha, không nghỉ ha. Bùm chát ra chát 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 chát, bùm chát ra chát 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 chát, bùm chát ra chát 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 vậy đó ha. Bùm chát ra chát 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 chát, chát ra chát 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 chát, chát ra chát 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 chát. Đó, như thế làm hoài hết nhịp này nhịp khác. Cứ bấm hợp âm các bạn bấm rê thứ cũng được. Cứ như thế đàn ha. Vậy ha, cứ hết nhịp này tới nhịp khác. Rồi những bạn nào không cần biết phách thì cứ đọc cái câu như vậy, rồi các bạn nhẩm trong đầu theo là các bạn đàn theo ha. Cứ nhẩm trong đầu và đàn theo. Bùm chát 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 bùm. Hoặc các bạn ngồi nhịp dò. Bùm chát 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 bùm chát 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 bùm chát. Rồi các bạn cứ đọc theo giống mình như vậy, rồi các bạn đàn theo đọc cho thuộc như vậy, rồi các bạn áp dụng, các bạn đàn theo nhẩm trong đầu hoặc các bạn ngồi các bạn đọc cũng được. Bùm chát 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 bùm chát 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 bùm chát 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 chát. 1 2 3 4 1 2 3 4 bùm chát 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 bùm chát 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 bùm chát ha. Rồi các bạn cứ đọc theo vậy, nếu bạn không cần tính phách thì cứ đọc thuộc cái câu đó, rồi khi đàn các bạn cứ nhẩm theo. Bùm chát 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 bùm chát 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 bùm chát 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 bùm chát. Rồi thì bùm đàn như thế nào lúc nãy mình chia sẻ các bạn rồi, rồi từng cái chát ngay chỗ phách nào mình cũng chia sẻ các bạn rồi, đàn ra sao thì cứ như thế các bạn áp dụng vào ha. Rồi lại các bạn một lần nữa ha. Bùm đàn xuống phách thứ nhất bùm
Còn bây giờ lúc nãy phách thì những bạn cần phách thì bây giờ mình không nhắc phách, phách là ha, mình nói là những bạn không cần biết phách cứ áp dụng thẳng vào thì cứ bùng chát 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 chát. Rồi đàn lại bùng chát 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 bùng chát 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 chát. Đàn lại bùng chát 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 chát. Rồi, đó là cách các bạn quạt bolero để các bạn đàn điệp khúc. Rồi bây giờ thì mình chia sẻ các bạn chuyển hợp âm ngay chỗ nào ha. Trước hết thì bây giờ để đi theo dòng hợp âm đi, các bạn cứ ghi dòng âm này các bạn tập đi ha. La đầu tiên các bạn la, rồi hợp âm rê thứ, la thứ ha, hợp âm rê thứ, hợp âm son trưởng, hợp âm pha trưởng, hợp âm mi bảy, hợp âm la thứ ha. Rồi với những hợp âm đó, bạn nào quen bấm ngay chỗ nào các bạn cứ bấm ngay chỗ đó, cũng với những hợp âm đó, đó là cái dòng hợp âm để các bạn tập. La thứ đây cũng được, rê thứ cũng được, hoặc mi bảy bạn bấm đây cũng được, bấm đây cũng được, bấm đây cũng được ha. Ví dụ vậy. Rồi đô trưởng các bạn bấm ở, không có đô trưởng pha trưởng đi, chút xíu thôi bạn tập cũng phải tập đô trưởng luôn ha. Ví dụ pha trưởng đó, rồi son trưởng các bạn bấm đây cũng được hoặc đây cũng được. Nói chung là các bạn quen bấm hợp âm chỗ nào cứ bấm hợp âm chỗ đó và cứ tập theo cái dòng hợp âm mình mới vừa đọc cho các bạn. Cứ như thế các bạn tập ha. Nè ví dụ ha, rê son fa mi la ha. Nào đầu tiên thì la, xong tới rê, tới son, tới fa, tới mi, rồi trở lại la. Rồi các bạn cứ tập theo cái dòng hợp âm đó ha. Rồi rồi tập xong đi rồi các bạn hãy tập hết những hợp âm đó, cái dòng để các bạn tập thôi, chứ khi tập được rồi các bạn chạy cái theo cái dòng đó quen tay rồi thì các bạn sẽ tập chạy tất cả những hợp âm đi theo tông la thứ, nếu các bạn đang đàn trên tông la thứ ha, thì cứ tập hết cái trong dòng âm đó 6 hợp âm ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn cách chuyển nha. Các bạn nhìn lại cái dòng ha, bùng tới lung là chuyển thì đơn giản thôi ha, hết nhịp chuyển, hết nhịp rồi mình chuyển cứ. Thì lúc nãy bùng chát 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 là hết nhịp, chuyển chuyển rồi đàn lại nhịp tiếp theo vậy thôi, cứ hết nhịp mình chuyển, chuyển xong rồi đàn lại cái nhịp tiếp, đàn lặp lại, nói chung cứ như có một vòng nữa thôi các bạn đàn hoài, tùy theo các bạn bấm hợp âm chỗ nào thì cũng cứ như thế đàn, cứ bùng chát 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 đó hết nhịp. Rồi hợp âm chỗ nào cũng vậy, bấm hợp âm nào cũng vậy, rồi cứ đàn lại từ đầu bùng chát 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 bùng chát 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 bùm chát ha. Thì ngay vừa hết nhịp các bạn chuyển bùm chát 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 chát, chuyển nè, chuyển xong rồi đàn lại từ đầu bùm chát 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 chát, chuyển chuyển xong đàn lại từ đầu bùm chát 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 chát, chuyển chuyển xong đàn lại từ đầu bùm chát 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 chát, chuyển chuyển xong đàn lại từ đầu chát 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 chát, chuyển chuyển xong đàn lại từ đầu chát 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 ha. Rồi cứ như thế đàn hoài, trở lại la, đầu tiên là la, kết thúc là cũng là la, la xong rồi các bạn đàn lại từ đầu cái dòng hợp âm đó ha, cứ la xong qua rê, rê qua son, son qua pha, pha qua mi, mi trở lại la, trở la xong thì các bạn qua rê, rê qua son, son qua pha, pha qua mi, mi qua la, cứ như vậy ha, các bạn làm hoài ha, cho nó quen tay và quen cái điệu. Sau khi tập được cái điệu rồi, tập từ chậm đến khó, chia từng phần ra chập, chia từng phần ra tập, bùm đàn như thế nào, chát đàn như thế nào, bốn cái chát liên tiếp sẽ đàn như thế nào, hai cái chát tiếp theo sẽ đàn như thế nào, thì mình chia sẻ các bạn hết rồi ha. Rồi đọc cái câu đó cho nó thuộc lòng thì các bạn đàn nó sẽ dễ hơn ha. Bùm chát 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 chát, bùm chát 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 chát, bùm chát. Tập vừa đọc vừa nhịp tay cho nó điều nhịp, rồi sau đó các bạn tập đàn theo cái câu mình đọc, bùm chát 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 chát, bùm chát 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 chát, bùm chát ha. Rồi đọc cho nó quen rồi cứ đàn theo như vậy ha, đọc như thế nào đàn theo như vậy thôi. Bùm chát 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 ha. Rồi quen rồi, rồi chuyển hợp âm, chuyển hợp âm quen rồi với cái dòng âm mình chia sẻ các bạn. Rồi
quen cái dòng âm đó rồi thì bây giờ các bạn chuyển hết tất cả những âm đi theo tông la thứ, ví dụ la, rê, son, fa, mi, la, qua la thứ rồi các bạn có thể qua đô trưởng ha. Nói chung là tất cả những âm đi theo tông la thứ và các bạn chuyển không cần phải theo trình tự. Ví dụ như từ la các bạn qua đô các bạn qua fa, rồi qua son, rồi qua mi, rồi qua đô, rồi qua son, rồi qua fa, rồi qua rê. Ví dụ tức là quanh quẩn những hợp âm đi theo tông la thứ. Mới tập thì như cái dòng hợp âm lúc nãy mình chia sẻ các bạn tập, tập thì dòng hợp âm đó cho quen tay, đàn được điệu, sau đó tập tất cả những hợp âm đi theo tông la thứ không cần phải theo một trình tự nào cả. Cứ chuyển, cứ nói chung là xoay quanh sáp âm đó, các bạn muốn đi theo thứ tự nào cũng được, hợp âm nào xong tới hợp âm nào cũng được, cứ vòng vòng đàn hoài sáp âm đó cho mình ha, không cần theo trình tự. Tại vì khi áp dụng vào bài hát cũng đâu có bài nào theo trình tự. Các bạn tập theo trình tự cái dòng hợp âm đi. Nhưng mà khi bài này thì các bạn áp dụng mỗi bài nó mỗi khác, không bài nào giống bài nào hết. Tập theo dòng hợp âm như thế là để cho quen tay thôi, chứ còn khi áp dụng bài hát thì nó không có đi theo dòng hợp âm các bạn tập đâu ha. Mỗi bài nó mỗi khác. Có bài vừa vô la tới câu sau nó qua đô. À, mặc dù và có bài ví dụ vừa vô la nhưng tới câu sau nó lại qua rê, nó không qua đô. Cho nên các bạn không cần phải học thuộc lòng cái dòng hợp âm. Học thuộc lòng dòng hợp âm thì cũng không áp dụng được, tại vì mỗi bài mỗi khác nha các bạn. Đó. Cho nên là hệ hợp âm để mình tập cho mình quen ha, lại cái dòng hợp âm cho các bạn tập nè. Đầu tiên bấm la ha. Cứ đi theo dòng âm đó ha. Rồi thì như mình nói sau khi chuyển hết như vậy ha, rồi mình chia sẻ các bạn một cái câu này ha. Sau khi các bạn đàn hết dòng hợp âm đi thì các bạn nói chung là khi áp dụng vào bài hát thì mình nói mỗi bài mỗi khác ha, nhưng mà khi kết khúc điệp khúc mỗi bài thì mỗi đi cái hợp âm khác nhau, nhưng mà khi các bạn đàn xong điệp khúc của bài bản nhạc Bolero rồi thì nó sẽ còn một cái đoạn cuối tùy theo bài. Có bài thì hết điệp khúc là nó hết luôn, nó không còn đoạn nào ha. Còn có bài thì hết điệp khúc thì nó sẽ còn một đoạn cuối hoặc hai đoạn cuối ha, hoặc hai đoạn. Thì sau khi hết điệp khúc thì các bạn đi cái câu này ha. Ở dư vào bài mình có làm mẫu các bạn đó ha. Tức là sau khi hết thì các bạn đi cái câu đó, đi câu đó xong chát một cái rồi ngưng, ngưng người ta sẽ hát đoạn cuối. Ha, mình ví dụ rồi mình sẽ chia sẻ cái câu đó cho các bạn ha. Ví dụ hết điệp khúc cái bài để coi à, bài này, Đất Mộng Của Tình đi ha. Cố quên đi người sẽ mãi sầu lòng tôi, duyên ta tiếc muốn thêm ly nghề, ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say trời trắng tàn. À, ví dụ vậy ha. Rồi nó tương là cái câu nó sẽ như thế này. Các bạn ghi đi ha, là mình chia sẻ các bạn đàn như thế nào. Đầu tiên các bạn cứ ghi mì, ghi mì ha, mì. Rồi mình chia sẻ các bạn cái kéo dây ha. Mì, các bạn ghi mì nè, ghi chữ mì, ghi nốt mì, xong rồi ghi chữ kéo, xong rồi ghi mì, rồi son, la, đô, rê. Nghe rê này các bạn làm dấu đẩy ha, rê, các bạn đánh mũi tên lên rê ha, nghe rê nè. Rồi tiếp đô rê đô 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 rê đô, chỗ này đàn nhanh tay lên đô, đàn cái thôi nhưng mà ba nốt ha, đô 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 rê đô, thả ra đô, nghe rê nè, các bạn bấm lẹ tay lên, bấm đàn một cái thôi nha các bạn, nhưng mà đầu tiên bấm nghe đô nè, đàn cái bấm vô rê rồi thả rê ra liền trở lại đô ha, đô thì nó là đô rê đô đó, nhưng phải đàn nhanh tay. Đó, đô, 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 đô. Rồi là cái nữa là hết ha. Rồi mình ghi số dây cho các bạn luôn ha. Rồi nguyên câu của nó là vừa vô mì thì các bạn đàn cái dây năm đàn không bấm. Đó. Các bạn có thể không bấm đàn cái rồi kéo vô tới ngay ô 7 ha. Thì sẽ ra mì ha. Hoặc là bấm đại ngay chỗ ô nào, ô 2, ô 3, ô 4, ô 5 gì cũng được rồi kéo vô.
Đó, hành chữ mì ha. Mì xong đó là kéo á, mì là kéo ha, mì kéo, mì. Rồi đàn tiếp một cái mì nữa, mì. Rồi son la đô rê la ha. Nghe đô rê đô các bạn đàn nhanh tay lên, đàn một cái thôi nhưng bấm, ý là bạn bấm nhanh tay lên ha. Đó, đô rê đô rồi la cái nữa, rồi bấm la thứ chát cái, rồi ngừng hát đoạn cuối ha. Nè nguyên câu của nó nè, nó ví dụ như bài bài khác đi. Đó, khoan 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 áp dụng đi, các bạn cứ tập như ha, lại ha, bấm đàn ngay cho ô 2 ô 3 cũng được, không không bấm cũng được ha. Rồi kéo vô mì, rồi tiếp đàn cái mì nữa, mì son la đô rê la ha. Rồi tập chậm quen thuộc nó, rồi đàn nhanh tay lên ha. Mì mì đô la đô, à, mì mì son la đô rê đô la, mì mì son la đô rê đô la ha. Rồi nhanh tay lên. Chậm dậy xong rồi đàn nhanh lên. Rồi nói chung kết thúc cái dòng âm thì đi câu đó, ngưng người ta sẽ hát đoạn cuối ha. Ví dụ như bài khác đi ha. Bài nào này? Ví dụ hết điệp khúc thì đi câu đó xong hát đoạn cuối ha. Rồi cái cách đàn điệp khúc thì lúc nãy các bạn quạt nó ha, mình chia sẻ cứ quạt hết cái kiểu đó đi, hết điệp khúc rồi đi câu đó rồi ngưng người ta sẽ hát đoạn cuối ha. Nói chung thì Bolero nó đa dạng phong phú lắm, rất là nhiều câu chứ không phải câu đó. Ý là tại vì mình chia sẻ cho các bạn, tại vì ý như lúc trước mình chia sẻ cái Bolero tù, chia sẻ xong thì mình có đàn cái câu hai cái câu này hay câu nào, nói chung rất là nhiều câu. Đó là câu này ha. Nhưng mà khi mình chia sẻ clip đó mình không có chia sẻ cái câu, tức là kết thúc xong rồi mình có dặn như quen tai là mình lót theo cái câu ha. Là như lúc nãy thì cái điệu này cũng vậy, cũng có cái câu lót như vậy thì để mình chia sẻ luôn, tại vì không chia sẻ thì sẽ có một số bạn hỏi như Bolero đó, mình không chia sẻ câu đó nhưng mà các bạn rất thích câu đó, các bạn muốn tập nên các bạn hỏi mình thì mình comment trả lời các bạn. Nhưng mà trả lời trong đó nhiều khi các bạn cũng mơ hồ không có nắm rõ lắm ha. Cho nên là ví dụ sẵn chia sẻ cái điều quạt này là mình chia sẻ cái câu này luôn, bạn nào áp dụng thì các bạn áp dụng ha. Chứ để rồi các bạn muốn câu này là các bạn hỏi mình trả lời trên cái comment thì các bạn sẽ khó hình dung ha. Thì lúc nãy mình chia sẻ các bạn cái câu đó rồi ha. Rồi các bạn cứ áp dụng nha. Rồi mình ví dụ áp dụng một bài khác nữa nè. Bao nhịp nói trăm mối thương trong bài nào cũng vậy, kết thúc thì ví dụ như bài này đi, mình còn là người trai sông núi hơi đừng khói tranh đâu là niềm vui như cánh chim bình minh chia ly rồi đây mỗi người đi một đường đó, ví dụ như ha. Nói chung là sử dụng cái câu đó tức là vừa quạt xong cái dòng đàn vừa xong điệp khúc thì chắc nè, rồi sau khi hết cái đó thì các bạn chắc một cái rồi các bạn lót cái câu, rồi sau đó cũng bấm âm la thứ chắc cái ha. Tức là đàn hết điệp khúc thì lót câu đó xong bấm la thứ chát cái ngân người ta hát đoạn cuối. Bài nào các bạn muốn áp dụng cũng được ha. Với những ban nhạc Bolero thì các bạn cứ áp dụng như vậy ha. À, mình ví dụ như điệp khúc đó thì cái mình ví dụ lại cái kiểu quạt đó ha, thì các bạn cứ tập đi ha, tập xong rồi mình các bạn cứ áp dụng cái kiểu quạt đó như thế này. Ví dụ như đầu tiên quạt
Hay là như lúc nãy mình ví dụ cô quên đi người mầm lỡ làng vậy ha các bạn ha. Rồi các bạn cứ áp dụng bài nào thì các bạn cứ áp dụng theo sở thích của các bạn nha. Các bạn tùy thích tập được rồi thì theo sở thích mỗi bạn, các bạn biết bài nào hoặc là thuộc thuộc bài nào, thích bài nào cứ tập áp dụng vào như vậy nha. Rồi có chỗ nào mà còn chưa mơ hồ chưa hiểu thì các bạn cứ comment hỏi mình ha. Mình sẽ phân tích lại cho các bạn nha. Rồi vậy nha các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.